Một màn báo oán gây thót tim cần những gì? Sự ghen tuông, lòng hận thù, hay những mạng người bị tước đi như cơm bữa? Bình tĩnh đã, bởi đây mới chỉ là 3 trong số những yếu tố làm nên Ju-on: The Grudge 2. Tiếp nối sự thành công của phần 1, bộ phim đánh dấu sự trở lại của vong hồn Toshio và Kayako, hai mẹ con chết oan trong vụ án mạng của gia đình Seki năm xưa. Trong công cuộc gieo rắc lời nguyền chết người, vẫn là những câu chuyện chắp vá, vẫn là những mạng người vô tội xấu số. Nhưng Ju-on The Grudge 2 sẽ ít nhiều ấn tượng hơn so với phần trước, với những màn kết liễu gây ám ảnh tột độ cho người xem. Liệu lời nguyền sẽ được tái thiết lập hay hoàn toàn phá bỏ? Nào, hãy cùng PKD tìm hiểu ngay nhé! 12h27 sáng, đường phố vắng tanh không một bóng người, chỉ còn lại một bóng dáng chiếc xe đang lăn bánh trong màn đêm tĩnh lặng. Cặp vợ chồng trẻ Kyoko và Masashi đang trên đường về nhà sau buổi ghi hình cho show truyền hình thực tế của cô. Dưới ánh đèn vàng vọt, con đường hầm dài vô tận gần như đang nuốt chừng chiếc xe còn con của họ, ngầm báo hiệu cho một tương lai mịt mù phía trước. Mọi thứ dần trở nên tối hơn khi chiếc xe thoát khỏi căn hầm. Họ không cô đơn. Từ đằng trên, ai đấy đang theo dõi họ. Bỗng, chiếc ô tô dừng lại. Masashi bước ra ngoài và kiểm tra xung quanh xe. Họ đã cán chết một con mèo đen. Qua lớp kính chiếu hậu, Kyoko bỗng trông thấy một cặp chân bé xíu trắng toát chạy lại và ôm con mèo đi. Mặc con vật đáng thương đó, Masashi đánh phớt lờ và nhanh chóng quay vào ghế lái. Chiếc xe lại lăn bánh, nhưng khoan, cậu bé với làn da lạnh tanh kia xuất hiện từ đằng sau vô lăng, nhìn chăm chăm vào cả hai. Hồn ma Toshio đã quay lại. Trong cơn hoảng hốt tột độ, Masashi mất lái và đâm sầm xuống một cánh đồng ven đường. Giữa làn khói đặc quánh bốc ra từ chiếc xe, hàng loạt những bàn tay bé xíu hằn lên trên cửa kính. Masashi bất tỉnh, để lại cô vợ mang bầu còn đang nửa tỉnh nửa mơ. Một dòng máu đỏ ao chảy xuống đùi, cô đã sảy thai. Trong bệnh viện, anh vẫn đang trong tình trạng hôn mê. Ngay khi Kyoko mở cửa vào thăm chồng, cô đã không khỏi giật mình khi thấy Toshio chạy đến và chạm vào bụng mình trước khi cậu bé lại biến mất. Nghi ngờ Toshio có mối liên hệ mật thiết với bản thân, Kyoko đã gặng hỏi mẹ mình xem gia đình mình còn có người con trai nào đã mất thời thơ ấu hay không. Nhưng không, trước giờ cô vẫn là con một. Kyoko bèn kết luận Toshio là hồn ma của sinh linh trong bụng mà cô đã để mất trong vụ tai nạn. Một khoảng thời gian sau, Kyoko nhận vai nữ giáo viên trong một bộ phim kinh dị mới. Trong lúc quay phim, một nữ sinh trong dàn diễn viên quần chúng bỗng hét lên khi trông thấy bụng của Kyoko. Không ai khác, đấy chính là Chiharu, bạn cũ của cô nàng Izumi xấu số từ phần 1. Trái ngược với vẻ bàng hoàng của Chiharu, Kyoko chỉ đáp lại cô bé với ánh mắt khó hiểu. Đến gặp bác sĩ, cô phát hiện hóa ra cái thai của mình vẫn hoàn toàn khỏe mạnh. Nhưng thay vì thông báo tin vui cho mẹ biết, Kyoko lại quyết giữ nó làm bí mật. Tối hôm đó tại nhà, trong lúc người mẹ đã ngủ say trong phòng khách, cô vô tình bắt gặp Toshio một lần nữa qua lớp cửa kính, lần này là bên cạnh mẹ. Cô quay phát lại thì cậu bé đã biến mất. Trong nỗ lực tuyệt vọng, Kyoko cố đánh thức bà nhưng đã quá trễ. Người đàn bà xấu số đã tắt thở từ lúc nào không hay. Quay lại đoàn làm phim, đã theo chân Tomoka, người dẫn chương trình đầy nhiệt huyết của show kinh dị đình đám Những Khung Nền Thoát Tim trong cuộc sống thường ngày của cô. Nơi góc phòng của khu căn hộ sập sệ, cô đang tập dượt lại kịch bản cho màn lên sóng tiếp theo. Bỗng, những tiếng động lạ phát ra từ trong bức tường đối diện. Thình thịch, thình thịch, thình thịch. Cô tò mò lui người tới thì cốc nước trên bàn tự dưng ngã. Quái lạ, căn phòng kín bưng lấy đâu ra gió mà lại đổ. Những vệt nước đỏ như máu bắn tung tóe trên những nét bút nguệch ngoạc khắp khuôn kịch bản của Tomoka một cách giận người. Lẽ nào cô là người tiếp theo? Sáng hôm sau, Tomoka đến gặp một người đồng nghiệp, nhà tạo mẫu tóc Megumi, để bàn về tập phim nóng hổi sắp tới. Được biết, Kyoko sẽ góp mặt với tư cách là nhân vật khách mời đặc biệt. Đạo diễn Keisuke chen ngang cuộc trò chuyện, thông báo với cả hai rằng tập này sẽ được quay trong căn nhà Nerima, nơi đã diễn ra vụ án mạng Seki năm xưa. Tối hôm đó, cô trở về nhà và vô tình bắt gặp một bóng người lung lẳng từ trên trần treo xuống. Không lâu sau đấy thì bạn trai Noritaka của cô đã ghé đến. Vẫn chưa hoàn hồn về hiện tượng kỳ lạ đêm qua, Tomoka sốt sắng chờ tiếng động lạ kia xuất hiện. Noritaka phì cười, nhưng rồi chính bản thân anh cũng nghe thấy nó không lâu sau đó. Lời nguyền lại một lần nữa được thiết lập. Phim cắt đến sáng ngày hôm sau, Noritaka gọi điện cho Tomoka nhưng không ai nghe máy. Anh để lại lời nhắn rằng tối nay sẽ tiếp tục ghé qua thì bỗng nghe thấy tiếng động kỳ lạ phát ra trong điện thoại. Đêm đến, anh vẫn qua nhà Tomoka như đã hẹn. Từ phía hành lang, Noritaka bỗng bắt gặp một Tomoka thất thần đang ngồi trên sàn, mắt nhìn vào vô định. Bất chợt điện thoại anh reo lên. Tomoka đang ở đầu dây bên kia, tức là cô chưa về. Vậy thì trước mặt anh đang là ai? Ngay khi bước vào căn phòng, cô gái kia đã biệt tăm biệt tích. Anh giờ đây đã bị bóng đêm bủa vây. Trong không gian đen đặc, một làn tóc đen từ từ rũ xuống trước mắt anh. Tomoka trở về, không hề hay biết những gì vừa xảy ra trong căn nhà. Đèn bật lên, đập vào mắt cô là một cảnh tượng kinh hoàng. Đôi mắt trừng trừng, thần xác cứng đờ. Noritaka đã bị treo cổ bởi dải tóc vừa nãy. Cô ngã vật xuống sàn trong sự hốt hoảng tột cùng.
chứng kiến xác của anh bị đẩy qua đẩy lại bởi Toshio tựa quả lắc của một chiếc đồng hồ. Có chống cự bao nhiêu thì cũng đã quá muộn. Tomoka đành chịu chung số phận với bạn trai ngay trên chiếc trần trong căn hộ của mình. Đồng hồ điểm 12 giờ 27 phút. Quay ngược dòng thời gian, một Tomoka còn sống bằng da bằng thịt đang quay hình với Kyoko tại ngôi nhà ma ám Nerima. Mọi thứ diễn ra ôn thỏa cho đến khi một thành viên trong đoàn ghi được một tiếng động lạ từ mic thu âm của nữ diễn viên. Vì sự cố kỹ thuật này, cả đoàn phim buộc phải tạm dừng ghi hình ngày hôm đó. Trong lúc mọi người đang bàn luận sôi nổi ngoài vườn, Kyoko ngồi trò chuyện cùng Megumi ngay trước hiên nhà. Nghi ngờ Kyoko đang mang bầu, Megumi đã tặng một bùa may mắn cho việc sinh đẻ của Kyoko. Sau khi Megumi rời đi, bên trong căn nhà bỗng sáng rực lên. Giữa khung cảnh ngập tràn nắng vàng ấy, người mẹ tân tảo Kayako đang chuẩn bị bữa ăn cho Toshio. Kyoko cúi xuống nhặt cốc nước đã đổ, hoàn toàn không nhận thấy sự hiện diện của bé hiếu kỳ đang đứng ngay cạnh nhìn xuống mình. Trong một giây lát, ta như quên đi thực tại méo mó mà khóc thầm cho số phận hẩm hiu của hai mẹ con xấu số. Trời đã nhập nhoạng tối, buổi ghi hình vừa đóng máy. Megumi sực nhớ mình đã để quên chiếc túi sách ở tầng trên của căn nhà Nerima nên bèn chạy lên tìm. Thấy cô tìm kiếm quá lâu, Keisuke tận dụng quãng thời gian ít ỏi ấy để khám phá thêm về chốn ma xui quỷ ám này. Vị đạo diễn giật mình khi tìm thấy một tấm hình của gia đình Seki quá cố dưới kệ trong phòng khách. Nhưng chính cuốn nhật ký tên Kayako mới thực sự làm anh rùng mình. Lật hết trang này đến trang khác, trước mắt anh là hàng loạt những con chữ và hình vẽ chằng chịt trên nền những vết máu lâu ngày đã phủ bụi. Linh cảm có mùi âm khí từ cuốn sổ, anh lập tức ném nó xuống sàn rồi rời đi. Trên lầu, Megumi bỗng thấy vết ố đen ngòm trong căn phòng ngày một lan rộng với những vết cào xước giận người xuất hiện. Hoảng sợ, cô chạy ào ra khỏi căn nhà trước cả Keisuke. Hai người cuối cùng cũng trở về studio. Trong khi Megumi đang chăm chút cho những bộ tóc giả trong phòng thay đồ, Keisuke lại ngủ quên giữa lúc đang xem dở đống video từ buổi ghi hình sáng ngày hôm ấy. Bằng tiếp tục chạy cho đến đoạn âm thanh kỳ lạ phát ra từ mic của Kyoko. Nhưng thay vì thấy cô, Kayako lại xuất hiện với mái tóc đen dài lượt thượt ngay cạnh Tomoka. Trên màn hình mờ đục, Toshio bước dần đến với đôi mắt đen hoắm nhìn thẳng vào máy quay. Đến khi Keisuke tỉnh dậy thì màn hình đã vụt tắt. Trở về phòng thay đồ, Megumi chợt cảm thấy có gì đó đằng sau tấm màn ở góc phòng. Từ từ, cô kéo tấm rèm ra, thì ra chỉ là một bộ tóc giả đã vô tình rơi xuống đất. Khi nhặt lên thì cũng là lúc cô bắt gặp lại hình ảnh vết ố trong căn nhà Nerima vẫn đang tiếp tục lan rộng. Mình mẩy cô bỗng chốc dính bê bết máu. Trước mắt Megumi giờ đây là Kayako đang vặn vẹo thân xác khập khẽ, trực chờ dồn con mồi của mình vào góc chết không lối thoát. Cùng lúc, Kyoko đang nghỉ ngơi trong khu phòng khách tại nhà. Ngay khi chuẩn bị chìm vào giấc ngủ, cô bỗng cảm thấy chân mình vừa đụng phải cái gì đó. Kyoko ngồi dậy và phát hiện người mẹ quá cố đang nằm vuông góc với cô dưới chân bàn. Cô nhún người lại gần, bà già lại bất thình lình biến mất. Sáng hôm sau, cô đến thăm người chồng Masashi vẫn còn hôn mê ở bệnh viện. Trong lúc đấy, cô vô tình đánh rơi tấm bùa may mắn nhưng lại bị tay của anh chật bắt lại, ngăn không cho nhặt lên. Hoàng hôn dần buông xuống. Masashi giờ đây đã lấy lại được nhận thức nhưng vẫn kẹt trong tình trạng đờ đứng người trên chiếc xe lăn. Với vẻ mặt lo âu, Kyoko nhẹ nhàng đặt tay anh lên bụng cô, hỏi cả hai nên làm gì với chiếc thai. Thay vì vẻ mặt vui mừng, anh lại run bần bật trong cơn co giật mà đẩy tay vợ ra. Trở vào trong khu hành lang của bệnh viện, Kyoko gặp được Keisuke, người thực chất đang giáo giết tìm cô. Anh tiết lộ rằng nhiều thành viên của đoàn phim từ hôm ghi hình đã gặp phải không ít biến cố chết người. Người mất tích, kẻ chết treo cổ trong nhà 2 ngày mới phát hiện. Vẻ mặt anh hiện lên đầy thẫn thờ như từ cõi chết vừa trở về. Trên đường về, Kyoko xin phép Keisuke được rút khỏi chương trình. Ngay khi bước đến cửa, cô đã giật mình khi trông thấy Megumi đang đứng rụt cổ ở một góc tường, liếc nhìn cô với ánh mắt lạnh tanh trước khi lặng lẽ bước lại vào căn nhà. Tưởng rằng Megumi mất tích đã trở lại, cả Kyoko và Keisuke bèn cùng nhau vào nhà tìm cô. Trong lúc hai người tách nhau ra tìm kiếm, thì từ trong bóng tối, Megumi bỗng xuất hiện ngay trước mặt Keisuke và làm rơi một cuốn sách lạ xuống sàn nhà. Đến khi Kyoko bước vào thì Megumi đã biến mất. Nhặt cuốn sách lên, Keisuke phát hiện đấy chính là cuốn nhật ký của Kayako mà anh đã tìm thấy trong căn nhà Nerima trước đây. Hai người quyết đem nó đến đồn và lục lại quá khứ của vụ án mạng năm xưa. Lật qua những trang báo ố vàng cũ kỹ, Kyoko chợt bắt gặp một gương mặt thân quen. Không ai khác, chính là cậu bé Toshio. Sau khi cô về nhà, Keisuke ở lại đồn và bắt đầu photo nhật ký của Kayako ra làm tư liệu. Nhưng thay vì những trang viết nguệch ngoạc, những gì anh nhận lại được là hàng loạt những tấm hình đen kịt. Qua từng lớp mực in, gương mặt la thét của Kayako dần hiện ra. Hoảng hốt, Keisuke lập tức tắt máy in đi và chuồn khỏi phòng. Anh không biết rằng hồn ma của cô đang quan sát anh từ phía sau cửa sổ. Tại nhà, Kyoko đang ngủ say trong phòng khách. Vết ổ đen bỗng xuất hiện, ngày một loang lổ hơn trên sàn. Megumi trồi lên, tiến lại gần Kyoko với đôi bàn tay gầy guộc nhiều máu. Cảm thấy có gì đó, cô chợt thức giấc và ngước nhìn bức hình thờ của mẹ mình như thể chưa có gì thực sự xảy ra. Ngày hôm sau, Kyoko quyết định ghé lại căn nhà Nerima. Trong lúc khám phá nơi đây, cô vô tình nghe thấy một giọng nữ sinh la hét thất thanh ở phía cửa trước.
ta gặp lại Chiharu. Cô đang cố gọi bạn mình trong sự tuyệt vọng nhằm thoát ra khỏi căn nhà chết chóc này. Bỗng, Kyoko phát hiện chiếc bụng của mình cử động một cách kỳ quái. Quằn quại trong đau đớn, cô gục xuống sàn và bắt gặp một Kayako nhúng đầy máu đang đón đường mình từ phía trên cầu thang. Kayako bò đến nơi cũng là lúc Kyoko hét lên rồi ngất lịm với hình ảnh kinh hoàng ở trước mắt. Về phần Chiharu, ngay khi thấy Toshio xuất hiện ở cánh cửa, cô đã chạy thục mạng ra khỏi căn phòng. Chợt, Chiharu tỉnh dậy. Tất cả chỉ là một cơn ác mộng. Chiều hôm đó, sau giờ học, cô được một người bạn mời vào vai quần chúng trong một bộ phim kinh dị. Chiharu bỗng tìm thấy mình trong căn nhà ma ám chết tiệt kia, lần này đối diện với hồn ma báo oán của Kayako. Nhưng rồi, mọi chuyện rốt cuộc cũng từ tâm trí cô mà ra. Ám ảnh cực độ với những gì mình trải qua, bản thân Chiharu dường như luôn bấp bênh trên làn danh giữa hư và thực. Đó là cho đến khi số phận của cô được đặt dấu chấm hết dưới tay hai mẹ con Kayako và Toshio trong nhà vệ sinh. Tháo chạy trong cơn hoảng loạn, cô thấy thân người mình nằm bất động trên mặt đường với hồn ma của cậu bé đang ngồi xổm quan sát cô. Quay lại với Kyoko, cô vừa được Keisuke đưa đến bệnh viện trong tình trạng bụng dạ có thắt đau điếng. Với lượng máu thấp trong người, bác sĩ tiên đoán cô có khả năng cao sẽ bị sảy thai. Phía trên sân thượng, người chồng Masashi vẫn dính chặt trên chiếc xe lăn. Trái ngược với vẻ tĩnh lặng của bầu trời hoàng hôn, anh lại lên cơn co giật, báo hiệu cho điều gì đó chẳng lành sắp ập đến. Và đúng như vậy, trong căn phòng mổ của Kyoko, ánh đèn phẫu thuật bắt đầu chớp tắt nhập nhoạng trong sự bàng hoàng của nhóm bác sĩ. Chân tay bùn rộn, tất cả đều lùi lại và sụp xuống sàn, mặc cho Kyoko tiếp tục gồng mình trong cơn đau thắt. Với chút sức lực ít ỏi, cô gượng người ngẩng đầu dậy và bắt gặp Toshio ở phía trên mình gọi "Mẹ ơi!" đầy phấn khích trước khi lại chìm vào cơn mê man. Màu hồng của sắc trời chạng vạng dần chuyển đậm, chiếc xe lăn vẫn cứ đứng lặng thinh, nhưng bóng dáng của Masashi thì không còn đâu. Lẽ nào anh đã gieo mình xuống tự vẫn? Những gì đáp lại ta giờ đây chỉ là một sự im lặng chết người. Ngoài phòng mổ, Keisuke vẫn đang ngồi chờ Kyoko. Thì ánh đèn trong phòng vụt tắt, anh tò mò bước vào và gặp phải một cảnh tượng còn trên cả kinh hoàng. Tất cả các y bác sĩ đang nằm ngổn ngang trên sàn nhà, còn Kyoko thì đã ngất lịm từ lúc nào không hay. Một tiếng khóc the thé chợt vang lên. Keisuke ngã xuống sàn trong sự hãi hùng. Trước mặt anh, Kayako trong bộ dạng bê bết máu đang bò ra từ bụng của Kyoko về phía anh. Một lúc sau, Kyoko tỉnh dậy. Nghe thấy tiếng em bé văng vẳng bên tai, cô cúi xuống, bồng đứa trẻ bọc trong chiếc khăn đầy máu lên và ôm vào lòng. Đã vài năm trôi qua từ sự kiện động trời, mọi thứ dường như đã trở lại nhịp sống bình thường. Dưới khí trời ấm áp của buổi chiều tà, một cô bé lạ mặt đang băng qua cây cầu dành cho người đi bộ. Ngược hướng cậu, ta bắt gặp một Kyoko với dáng vẻ đờ đẫn đang tay trong tay với con gái mình. Bỗng, cô bé chạy ra thành cầu và làm rơi cuốn nhật ký. Tiếng xe lửa chạy xinh xích dưới chân cầu ngày một vang to. Cô bé bất thình lình quay phát lại phía Kyoko và đẩy mẹ mình ngã nhào xuống chân cầu thang trong sự bàng hoàng của cô bé kia. Qua làn tóc rối rũ rượi, cô trừng trừng nhìn cậu vì ánh mắt đầy hận thù khiến cậu hoảng sợ bỏ đi. Ở dưới chân cầu, Kyoko đang nằm nửa tỉnh nửa mơ trên vũng máu còn tươi rói rói đang chảy ròng từ phía đỉnh đầu. Biết mình khó mà qua khỏi cơn chấn thương này, cô cố giang đôi tay ra để ôm con lần cuối trong giờ phút hấp hối. Tiếc rằng những gì cô nhận lại chỉ là cái nhìn lạnh tanh của con mình. Cô bé đứng đó một hồi lâu, nhìn mẹ mình dần chút hơi thở cuối cùng rồi bỏ đi trong sự im lặng. Từ đằng xa, cô bé trà trộn vào dòng người hối hả trên đường phố cùng cuốn nhật ký trên tay, vẫn tóc tai rũ rượi khắp mặt. Một Kayako mới đã được đầu thai. Lời nguyền cứ thế tiếp diễn.